Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn giám sát kết quả nâng chất phường văn minh đô thị và kết quả thực hiện các mô hình tham gia liên quan các mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022 tại phường Lê Bình, Ba Láng và Hưng Phú, quận Cái Răng. Qua khảo sát tại các khu vực nhà văn hóa các phường cho thấy, dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng hệ thống thư viện, nhà văn hóa đều được địa phương quan tâm đầu tư. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức và nhân dân, thực hiện tốt các tiêu chí phường văn minh đô thị, cũng như thực hiện các mô hình văn hóa tiêu biểu trong năm 2022. Đoàn đề nghị các phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Các vấn đề còn tồn tại cần được đảng ủy và ủy ban nhân dân phường phối hợp giải quyết trong thời gian sớm để phường đạt kết quả tốt trong liên quan các mô hình văn hóa tiêu biểu năm 2022 theo mục tiêu đã đề ra.